con đâu rồi? Bà con đây nè, con đi nè. Bà ơi con đi nè. Thế bà con đi, bắt bà con đi. Bà con đi, bắt con đi. Bà con đi, bắt con đi. Hư này, dám đánh bà. Mày buông cho mẹ. Ủa, bà mới giận. Bà vậy bà? Vậy đó. Cái gì vậy? Con hỏi, có phải mày khoe với thằng Tiến cái giá thành sản phẩm của công ty mình không? Dạ ba ơi, thật ra chuyện này đúng không? Tại sao con ngu quá vậy con? Tại sao mày nói cái chuyện bí mật công ty cho đối thủ nghe? Dạ dạ không 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 cái gì? Tao nói là bao giờ cũng phải giữ mồm giữ miệng phải không? Biết không không? Dạ ba ơi, không có thanh minh thanh gia gì ở đây. Trời ơi, không phải, không phải, không phải, không phải. Bình tĩnh cái gì sao bình tĩnh được? Ba bình tĩnh nghe con nói nè ba. Chuyện không phải vậy đâu. Không phải vậy mày im miệng. Kể từ giờ này mày mà mở miệng là mày chết cho tao, hiểu chưa? Sao vậy ba? Không, không có sao gì hết. Mày có miệng thì coi như là mày không có miệng đi. Mày mà mở miệng hả? Ra khỏi nhà nha con, ra khỏi nhà. Nhưng mà con có miệng mà. Nhưng không được nói. Mày mà nói thì mày sẽ ra khỏi nhà. Đây là lính nghe chưa? Còn cả mấy người này nữa. Sao không trả lời? Tôi dặn nghe, tất cả mọi người mà nghe nó mở miệng mà nó nói á, mà không có nói lại cho tôi biết á, đừng có trách tôi nghe chưa? Nhưng mà nhưng mày nói đi, mày chỉ nói một câu thôi, một câu là ra ngoài nha con. Dạ thôi bà ba. Ui rể ơi là rể. Có ai ở đó không vậy? Ai đó, ai đó? Con nè ba. Làm gì? Lấy giùm ba cuộn giấy vệ sinh đi, trong này hết rồi. Dạ. Cảm ơn con yêu. Ba đợi con xíu nha. Ông ngoại ơi, ba nói chuyện nè. Cái gì đó? Con đang đứng ba hả? Ba nói chuyện. Con nhỏ đi. Cái gì? Hả? Hồi nãy ba nói chuyện á, ba nói là làm gì lấy giùm ba cuộn giấy vệ sinh, trong này hết rồi. Vậy hả? Ôi ơi coi, còn nữa, cảm ơn con yêu, hết rồi. Cái thằng quỷ, bây giờ mày muốn mày đuổi khỏi nhà phải không? Tại trong này hết giấy vệ sinh rồi mà ba. Mày im, bây giờ tao dù có động đất hay là bảo cấp 15 mày cũng không được nói, hiểu chưa? Không có hết cái giấy vệ sinh mà đã la làng. Mày hết giấy vệ sinh mày không biết lấy quần mày leo hả? Dạ, con sẽ làm theo ý của ba. Làm theo lời mày mở miệng mày nói hoài vậy? Mày nói nữa. Nín! Mày to ốc thì trái nho. Mày mở miệng nữa tao bẻ răng mày. Chú ơi. Tâm ý hả? Dạ. Con để giấy ở ngoài nghe chú. Cảm ơn con nhiều nha. Bà đúng là quá đáng thiệt mà. Cứ về hoài ai mà chịu nổi. Làm bèm gì vậy? Bộ anh muốn công ty của bà phá sản hay sao vậy? Nhưng mà lần này phải lâu của anh đâu. Em nhớ là ba phạt anh không được nói chuyện mà. Bây giờ mà anh thử la đó đi. Em xuống em mét ba cho mà coi. Bây giờ em cũng vậy luôn hả? Nè, bây giờ mà anh nói một tiếng nữa là em mét ba cho anh coi đó, anh có tin được không? Có cãi đâu. Anh nên ngoan ngoãn nghe lời ba đi. Anh phải nghe lời ba thì ba mới mau hết giận được chứ. Coi lại bố thân của anh đi. Rõ ràng là anh sai rồi mà còn la nữa hả? Sao rồi con? Được chưa? Mày định nói gì đó? Ai cho mày ngáp? Không được ngáp. Ba à, anh chỉ ngáp thôi mà. Anh đâu có nói câu nào đâu ba. Đừng có nhiều chuyện. Ai với cái thằng ăn hại này hả? Ngáp cũng không được. Mày ngáp đi, mày ngáp đi. Ừ.
Dạ, con chào chú. Chú ngủ ngon không chú? Dạ, vậy chú có muốn ăn trái cây không? Vậy chú muốn uống gì? Con pha cho chú nha. Cà phê ha chú. Dạ. Honda hả chú? À, hồng trà. Dạ, dạ con biết rồi, để con làm liền. Bà chú ơi, ở đây á, chú cứ nói chuyện bình thường đi. Không sao đâu, con không có nói lại với ông đâu. Thiệt hả? Dạ thiệt mà. Dạ. Chú cảm ơn nha. Dạ, không có gì đâu. Tâm ý. Dạ. Thiệt ra cái chuyện hôm qua không phải lỗi chú đâu. Dạ. Để chú kể cho con nghe nha. Cái chuyện hôm qua nó lại vậy nè. À, mà bây giờ con phải đi làm việc rồi chú. Đâu có sao đâu. Thì con vừa làm việc, con vừa nghe chú nói chuyện cũng được mà. Ha. Dạ. Qua nó lại vậy nè. Đó đâu phải là lỗi của chú đâu. Dạ. Chú cũng có nói với ông rồi, nhưng mà ông không tin chú. Ông còn nói chú ngụy biện nữa. Con thấy ông quá đáng với chú lắm đúng không? Ba. Dạ. Ba đang làm cái gì vậy? Phía chú hết á. Bây giờ chỉ có một mình con thôi. Chú tin tưởng con, chú trao cả niềm tin của chú cho con. Cho nên chú chỉ nói chuyện được một mình con thôi. Đừng làm chú thất vọng nha. Dạ. Còn cái chuyện này nữa, cái chuyện này làm chú buồn lắm này con. Chú nói thiệt luôn á. Bà của chú lúc nào chỉ biết làm theo ý của mình, không có biết nghĩ đến cảm nghĩ của người khác. Còn cái chú khiêm đúng không? Tâm ý, bây giờ nếu như con nghe chú nói, con chỉ cần gật đầu một cái thôi cho chú có lòng tin nha. Chú Khiêm á, hôm bữa ông nhậu, ông uống rượu nhiều, cái ông xỉn, ông có lỡ lời với bà. Bà chú chạy rớt con coi đó, chạy rớt mà về bắt chú đuổi việc người ta. Có quá đáng không? Trong khi đó người ta gắn bó với mình bao nhiêu năm trời luôn. Thì tình ấy, chú cũng biết giờ chú biết nó sao á. Tâm ý, mình là con gái á, mình làm gì cũng nhẹ nhàng, dằn nhìn người chú hết rồi. Dạ, con xin lỗi chú. Nên sau đó còn biết không, hôm đó trời lạnh lắm luôn á, lạnh lắm luôn mà nở lòng nào bắt tôi chạy tới chạy luôn, chạy xuôi chạy ngược đi lấy đồ. Trời ơi, cay chen chưa chịu nổi, chú nói thiệt nha, chú út lắm á, nhưng mà chú thập cổ bé họng, chú đâu dám nói gì đâu. Chú có cái anh gì ơi đó. Anh đang làm gì vậy? Đi ra đây khiêng giùm em cái này cái. Nha. Chú chạy rồi là phải phụ cô với chú vô chú nói liền nha. Chú kể nghe, hay lắm, hấp dẫn lắm nha nha. Coi chừng chị máu đó chị. Em thấy chị ngoái nãy giờ rồi. Đầu tay của chị bị ướt quá trời luôn nè. Chắc là tại chú đứng kế bên nói chuyện rồi nước miếng văng vô đó. Hình như lỗ tai chị bị nghẹt luôn rồi nè. Hay là chị mới nghe ông đi. Chứ chú nói vậy hoài, chị sao chịu nổi được. Không có được đâu. Chú không nói được cũng tội nghiệp chú mà. Để chị chịu cũng được. Chị bệnh hả? Sao chị cứ ho hoài vậy? Sáng giờ luôn á. Vậy quá à.
thôi chị ngủ chút nha. Lúc về ngày mai chú đừng nói nữa. Chị lại ho nữa hả? Để em đưa chị đi bệnh viện nha. Thôi, không cần đâu. Chị đi cũng đâu có nổi. Chị nằm đây nghỉ được rồi. Hay là để em kêu anh Nguyên đưa chị đi nha. Thôi, không cần đâu. Chị ngủ chút là khỏe rồi. Em thấy lo quá à. Một chút nữa là chú Ngọc về rồi. Chú mà về thì chú còn nói nhiều hơn nữa đó. Chắc bữa nay chú không có nói nữa đâu. Còn gì nữa đâu mà nói. Ý ơi, chú mới gặp chuyện này lạ lắm. Nếu như kể từ đầu đến cuối, chắc cũng phải 3-4 ngày mới hết. Khoảng 5 phút nữa chú về tới, còn phải nghe chuyện này mới được. Chị, hôm nay không được rồi, chị phải đi trốn nè. Trốn ai? Trốn cái gì? Chị phải trốn chú Ngọc. Vậy thì chị phải tìm chỗ nào an toàn mà trốn nha chị. Trời, nó mệt rồi mà còn gặp chuyện này nữa. Ra ngoài chừng nào mới về? Dạ con không biết. Thôi nếu vậy con ngồi đây nói chuyện với chú một chút nha. Dạ được chú ơi. Trời ạ, con đau bụng quá, con xin lỗi chú nha. Nói một chút thôi mà. Dạ kỳ dạ. Tâm Ý đâu rồi? Tâm Ý ơi, Tâm Ý. Ý ơi, chứa nhiều chất xơ phải kể đến, đó chính là quả cà. Mày làm gì đó? Chất xơ trong cà tím. Mày mới nói phải không? Ổn định đường huyết. Ngoài ra còn giúp giảm hấp thụ các chất béo xấu như cholesterol, từ đó giảm nguy cơ.
Tâm Hy, Tâm Hy ơi. Trốn chú vậy? Hình như con không muốn nói chuyện với chú thì phải. Tâm Ý, con làm gì trên đó vậy? Bộ con không thích nói chuyện với chú nữa hả? Dạ không có đâu chú. Con ở trên đó làm gì? Dạ con lau nắp tủ cho sạch. Ở trên đó đâu có cần thiết phải lao đâu con. Dạ cần chứ chú. Vậy con để đó chút lao sao đi. Bây giờ con xuống đây, chú có nhiều chuyện muốn kể cho con nghe lắm á. Xuống mẹ nha con. Con bị bệnh hả? Ừ, uống thuốc đi, vì vậy mới mau hết bệnh được biết không. Để coi chú kể tới đâu quên rồi ta. Thấy cái đoạn gặp thằng Tiến đúng không? Chuyện lại đây nè. Còn hãy chú đâu gây thù chú quán gì ông đâu. Tại tự nhiên ông nở lòng nào ông đối xử với chú vậy á. Con coi vậy được không? Rồi chưa hết nha, còn ba vợ của chú nữa. Ông không biết chuyện gì hết á. Tự nhiên cái nổi giận với chú à. Chuyện là vậy nè, để chú kể con nghe. Bữa chú gặp nó, cái nó mới hỏi chú là công ty trả lương bao nhiêu rồi. Thì chú mới nói là chú không biết nó. Chú nói vậy á, cái nó nói chú sao không? Nó nói thật ra là nó biết rồi mà nó hỏi chơi thôi, không coi vậy mà được á. Đầu đuôi câu chuyện là vậy đó. Con tức không? Con nóng không?